Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên nghiệp tin tức. Thưa quý vị và các bạn, đây là bài viết khá sớm của The Guardian xuất bản tại Anh về nhân vật bỗng dưng nổi tiếng là Usha Vance. Dù báo hơi thiên tả, mà cũng vì thiên tả, ta cần biết họ mô tả Usha như thế nào. Phe Cộng Hòa nên vận dụng thêm ưu thế bất ngờ của một phụ nữ thuộc giới ưu tú Ấn Độ, có cá tánh từ nhỏ, yêu chồng và yêu nước Mỹ, có thể là đệ nhị phu nhân Hoa Kỳ. Nàng sẽ chinh phục được nhiều hơn ta nghĩ. Usha Vance, luật sư người Mỹ gốc Ấn Độ, kết hôn với J.D. Vance là ai? Bài viết này đã hơn một tháng tuổi. Luật sư từng là đảng viên Dân Chủ, đã đăng ký được Đảng Cộng Hòa, chào đón như một dấu hiệu của sự thay đổi thế hệ. J.D. Vance bắn loạt đạn vào Đảng Dân Chủ trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống của Trump. Nhiều đảng viên Cộng Hòa chào đón Usha Vance, người vợ gốc Ấn Độ của ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance, như một biểu tượng cho sự thay đổi thế hệ và sự đa dạng ngày càng tăng trong hàng ngũ của đảng. Usha, 38 tuổi, một luật sư doanh nghiệp từng là đảng viên Dân Chủ, là con gái của những người nhập cư Ấn Độ và theo đạo Hindu. Danny Willis, 25 tuổi, chủ tịch của Đảng Cộng Hòa trẻ Delaware, cho biết, với tấm vé này, với sự thể hiện tính đa dạng của những người sẽ trở thành quý ông và quý bà thứ hai của Hoa Kỳ, tôi vô cùng tự hào khi là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha và là một đảng viên Cộng Hòa. Usha có một câu chuyện rất khác so với đệ nhất phu nhân Cộng Hòa trước đây, Karen Pence, một bà ngoại da trắng và là tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan đạo đến từ Indiana, từng là giáo viên tiểu học và họa sĩ vẽ màu nước. Cô là con gái của Krish và Lakshmi Chilukuri, những người đến từ tiểu bang Andhra Pradesh của Ấn Độ và sau đó định cư tại California. Krish là một kỹ sư và giảng viên đại học. Lakshmi là một nhà sinh vật học và hiệu phó trường đại học. Họ là một phần của cộng đồng học giả người Mỹ gốc Ấn Độ, gắn bó chặt chẽ ở vùng ngoại ô San Diego. Usha nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News. Tôi lớn lên trong một gia đình theo đạo. Bố mẹ tôi theo đạo Hindu, và tôi nghĩ đó là một trong những điều khiến họ trở thành những bậc cha mẹ tốt, khiến họ thực sự là những người rất tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, Usha dường như là người xa lạ với sự tự nghi ngờ. Trong một bài viết năm 2022 trên tờ New York Times, Vikram Rao, một người bạn của gia đình làm việc tại thung lũng Silicon, đã được trích dẫn như sau. Vào 5 hoặc 6 tuổi, cô ấy đã đảm nhận vai trò lãnh đạo. Cô ấy quyết định chúng tôi sẽ chơi trò chơi nào và luật chơi sẽ như thế nào. Cô ấy không bao giờ có ác ý hay không tử tế, nhưng cô ấy là sếp. Bài báo của tờ Times cũng lưu ý rằng, từ năm 2007 đến năm 2010, Usha đã đăng 65 cuốn sách đã đọc lên tài khoản Goodreads của mình, bao gồm các tiểu thuyết của Zadie Smith, Jonathan Safran Foer và Vladimir Nabokov, cũng như các tác phẩm phi hư cấu của Nina Burley và Nicholas Kristof. Sau đó, tài khoản của cô đã ngừng hoạt động trong 6 năm. Usha gặp J.D. Vance tại trường luật Yale, nơi họ cùng nhau tổ chức một nhóm thảo luận về sự suy thoái xã hội ở người Mỹ da trắng, một chủ đề mà ông sẽ quay trở lại trong cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình, Hillbilly Elegy. Cuốn sách kể về quá trình trưởng thành của anh trong một gia đình nghèo ở Appalachia và sự khởi đầu mối quan hệ của anh với Usha, do ngôi sao phim Triệu Phú Ổ Chuột Freda Pinto thủ vai trong bộ phim chuyển thể của Netflix năm 2020. Cặp đôi này có vẻ không hợp nhau rõ ràng, nhưng trong Hillbilly Elegy, J.D. ca ngợi Usha là người dẫn đường tinh thần của Yale, đã giúp anh ấy hòa nhập vào cuộc sống ở trường đại học. Cô ấy hiểu theo bản năng những câu hỏi mà tôi thậm chí không biết phải hỏi, và cô ấy luôn khuyến khích tôi tìm kiếm những cơ hội mà tôi không biết là có tồn tại, anh ấy viết. Về phần mình, Usha đã từng nói với NBC News,
Chúng tôi là bạn bè và tôi thích anh ấy rất siêng năng. Anh ấy sẽ xuất hiện vào lúc 9 giờ sáng theo lịch hẹn mà tôi đã sắp xếp để chúng tôi cùng nhau bắt đầu làm việc trên bản tóm tắt. Trong số những bạn cùng lớp tại trường luật Yale của các đôi này, có doanh nhân Vivek Ramaswamy, người đã không thành công trong cuộc chạy đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm nay. Usha từng là biên tập viên của tạp chí luật Yale và biên tập viên quản lý của tạp chí luật hàng công nghệ Yale và tham gia các lớp học cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí về các vấn đề liên quan đến tòa án tối cao và tự do báo chí. Bà cũng đã lấy bằng MPhil về lịch sử cận đại từ Đại học Cambridge. Dự án cuối cùng của bà tập trung vào các phương pháp được sử dụng để bảo vệ quyền in ấn ở Anh thế kỷ Thai, theo tiểu sử của bà trên trang web của trường đại học. JD và Usha kết hôn trong một buổi lễ liên tôn ở Kentucky vào năm 2014. Cùng năm đó, cô làm thư ký cho Brett Kavanaugh, người được Donald Trump đề cử và phê chuẩn vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào năm 2018. Usha cũng là thư ký luật cho chánh án Tòa án Tối cao John Roberts trong nhiệm kỳ 2017-2018. Trong nhiệm kỳ đó, Roberts đã viết một phán quyết 5 Boone ủng hộ lệnh cấm đi lại của Trump nhắm vào một số quốc gia có đa số dân Hồi giáo. Tại công ty luật Munger, Tolles and Olson với 200 luật sư, Vance, một cậu sư, tập trung vào các vụ kiện tụng dân sự và kháng cáo. Công ty, tự gọi mình là Tiến bộ Triệt để, đã tính Berkshire Hathaway, Bank of America và PG&E vào danh sách khách hàng của mình. Các khách hàng của Usha tại đó bao gồm một bộ phận của Walt Disney Company và Regents của Đại học California. Usha là đảng viên dân chủ đã đăng ký và đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này vào năm 2014, theo hồ sơ công khai, nhưng bà đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2022 khi chồng bà là ứng cử viên Thượng viện của Ohio. Tháng trước, cặp đôi này đã được Fox News phỏng vấn tại nhà riêng ở Cincinnati, Ohio về khả năng JD trở thành bạn đồng hành của Donald Trump. Usha nói, tôi không biết liệu có ai sẵn sàng cho sự giám sát như vậy không. Tôi nghĩ chúng tôi thấy chiến dịch đầu tiên mà ông ấy tham gia là một cú sốc. Nó rất khác so với bất kỳ điều gì chúng tôi từng làm trước đây. Nhưng đó là một cuộc phiêu lưu. Và vì vậy, tôi đoán cách tôi nói là tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì về cuộc sống của chúng tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi thực sự, bạn biết đấy, tin tưởng vào JD và tôi thực sự yêu anh ấy. Và vì vậy, chúng ta sẽ chỉ xem điều gì xảy ra với cuộc sống của chúng tôi. Và vì vậy, tôi đoán cách tôi nói là tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì về cuộc sống của chúng tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi thực sự, bạn biết đấy, tin tưởng vào JD và tôi thực sự yêu anh ấy. Và vì vậy, chúng ta sẽ chỉ xem điều gì xảy ra với cuộc sống của chúng tôi. Vào thứ hai, khi JD bước vào hội trường Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa và các thành viên của phái đoàn Ohio hô vang tên ông, Usha đã ở bên cạnh ông. Cô đã chứng tỏ mình là một điểm tựa vào những khoảnh khắc như vậy. Usha chắc chắn đã đưa tôi trở lại mặt đất một chút, và nếu tôi có hơi quá tự phụ hoặc quá tự hào, tôi chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng cô ấy hoàn hảo hơn tôi rất nhiều. JD chia sẻ với podcast Megyn Kelly Show vào năm 2020. Tôi là một trong những chàng trai thực sự được hưởng lợi khi có một giọng nói nữ mạnh mẽ trên vai trái nói rằng đừng làm thế, hãy làm thế. Điều đó thực sự quan trọng. Usha cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ hai rằng cô sẽ từ chức khỏi công ty để hỗ trợ gia đình. Họ có hai con trai, Iwan 6 tuổi, Vivek 4 tuổi và một con gái, Mirabel, 2 tuổi. Một phát ngôn viên của Munger cho biết Usha là một luật sư và đồng nghiệp xuất sắc. Những người Cộng Hòa tại hội nghị đã ca ngợi gia đình Vance,
nhưng một số người không muốn cân nhắc đến những gì họ coi là chính trị bản sắc. Virginia Zemel, 66 tuổi, đến từ Downers Grove, Illinois, cho biết bạn không nhìn vào màu da và dân tộc của người đó. Đó là tính cách của người đó và những gì họ đại diện. Nước Mỹ bắt đầu như một nồi lẩu thập cẩm, và chúng tôi bao gồm tất cả mọi người. Sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và gia đình tuyệt vời của ông. Và bây giờ là J.D. Vance, với tư cách là phó tổng thống cùng vợ và gia đình. Ông sẽ là thông điệp đưa sức mạnh của đất nước chúng ta trở lại. Nhưng một số nhà phân tích chính trị tin rằng chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Sự xuất hiện của USA có thể là một lợi thế cho liên danh toàn người da trắng của Đảng Cộng Hòa. John Zogby, một nhà thăm dò ý kiến và tác giả, cho biết ứng cử viên nữ thứ hai hầu như không bao giờ xuất hiện trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, người Mỹ gốc Ấn Độ đang gia tăng ảnh hưởng ở Hoa Kỳ. Họ có xu hướng dân chủ mạnh mẽ, hoặc ít nhất là họ đã từng như vậy trong các mô hình bỏ phiếu của họ. Vì vậy, nếu có cơ hội để giành được một tỷ lệ nhỏ, thì điều đó có thể rất quan trọng, và đặc biệt là ở những tiểu bang dao động mà mọi người đều nói đến. Ông nói thêm, đây là một quan điểm tốt. Bà ấy là một người phụ nữ thông minh, và bất cứ điều gì có thể tác động đến một số cử tri đều có thể gây chấn động trong một cuộc bầu cử như thế này. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.